Quý vị mến, mỗi lần mà mình thích hát một cái bài nào đó, mình hay nghiên cứu và cũng rất là thích luyện giọng cho cái bài hát đó. Cho nên là mình có phát hiện ra cái lỗi trong cái bài Mùa Đông Của Anh này. Bởi vì trong bài Mùa Đông Của Anh của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh có cái câu là anh chị là người điên trong vườn hoa tình ái, và anh chị là người say trong bên đường em nhìn thấy. Cái từ này á, khi mà mình viết ra là anh chỉ là người điên, nhưng mà khi mà mình hát á, thì nó phải là anh chị. Thành ra là anh chị là người điên mà anh chị cũng là người say thôi. Cho nên là mình sẽ đổi lại cái từ anh chị đó, và nó có thêm một cái từ đó là như người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý. Nhưng mà khi mà hát theo cái đoạn nhạc này thì mình không thể nào hát từ vẫn được, mình chỉ hát được từ những người vẫn tìm nhau thôi. Vẫn tìm nhau thì nó sẽ không có suôn sẻ theo cái bài hát. Vì thế cho nên là mình sẽ gửi đến với anh chị bài hát, mình đã chỉnh sửa hai cái từ này cho nó thiệt là suôn sẻ theo cái bài hát và dễ hát hơn. Xin mời mọi người lắng nghe.
Ngày nào em yêu anh, em đã quên trong cây đắng tuyệt vời. Ngày nào em yêu anh, em hẳn quen với trời hạnh phúc mới. Một người điên trong vương hoa tình ái, anh là một người say bên đường em nhìn thấy. Anh đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Những cuộc tình dương gian muôn đời không nghĩa lý, nhưng người còn tìm nhau trong vòng tay tình ý. Như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một, vì sao em lẻ loi. Trời lập đông chưa ơi, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vui. Để mặc em lang thang đường khuya, em bấc khóc anh xa em thật
anh hỡi anh, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian? Anh hỡi anh, có phải tình băng giá là tình nồng hai chúng ta? Anh hỡi anh.